Đại hội Đảng bộ huyện Đắk Cờ Rông nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ giải quyết vấn đề dân sinh mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng, hình thành các mô hình giảm nghèo phù hợp và hiệu quả. Thực hiện cái nguồn vốn đầu tư công trung hạn để giai đoạn 2016-2020 đấy thì cũng chúng tôi cũng đã là phối hợp đấy cùng với cái ban quản lý các thôn để làm những cái con đường để gọi là đường nội thôn rồi là đường nội đồng. Đấy thì nhìn lại là còn trong cái quá trình xây dựng thì thấy là cái hiệu quả nó cũng mang lại cho bà con nhân dân rất tốt. Thì chúng tôi thường xuyên nâng cao tổ chức sinh hoạt đảng từ chi bộ cho đến chi đảng bộ trực thuộc và đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua các cái chương trình nghị quyết thì chúng tôi phân công phân cấp cho đảng viên thực hiện các nội dung nhiệm vụ đề ra. Hai, chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các cái hoạt động phong trào của các tổ chức mặt trận đoàn thể, xây dựng các cái mô hình kinh tế, rồi phối hợp tích cực giữa các mặt trận đoàn thể với các cái tổ chức chính trị, các phòng ban chuyên môn để làm tốt hỗ trợ giúp đỡ cho bà con cải thiện đời sống, xóa nghèo. Xác định nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ lực, các địa phương, ban ngành chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ nhằm chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn bà con thâm canh tăng vụ và chuyển đổi canh tác nhằm tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Đối với huyện Đắk Rông, được từ huyện ủy rồi là hội đồng nhân, ủy ban nhân và ủy ban các xã thị trấn đã vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị thực hiện cái chương trình giảm nghèo. Đặc biệt trong đó là cái quan tâm và hỗ trợ cho bà con là đối với hộ nghèo. Nhiều cái chương trình trong đó là những cái mô hình như hỗ trợ máy móc về sản xuất, rồi hỗ trợ cây con cho bà con, rồi là hỗ trợ vay vốn để mà nhằm mục đích là coi xóa được nghèo đấy, và tiến tới là giảm nghèo bền vững. Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, trong 5 năm qua, huyện Đắk Cờ Rông đã đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng mô hình giảm nghèo tại các xã, thị trấn trên địa bàn với tổng kinh phí trên 24.000 tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm là 5,54%. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Đắk Cờ Rông tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo hiệu quả trong giai đoạn tới. Đồng bào dân tộc miền núi cần phải được quan tâm đúng đắn để họ sống được với đất với rừng. Cho nên là cái vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp của người đồng bào là việc trọng tâm. Thứ hai là chúng ta thấy là cái nguồn lực con người cũng cần phải được quan tâm đào tạo, quy hoạch bồi dưỡng nguồn lực tại chỗ để làm thế nào đó mà cái người đồng bào họ phải có được cái công ăn việc làm ổn định, có được kế sinh nhai lâu dài, nó mới giúp cho vấn đề là giảm nghèo. Huyện Đắk Cờ Rông đang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2020-2025 từ việc chuyển đổi hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện theo quy hoạch và nguyện vọng của người dân thông qua hình thức thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong phát triển sản xuất. Một trong những giải pháp để giảm nghèo thời gian tới đó là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn và bản đặc biệt khó khăn.